Hello, welcome back to my channel Star Skill Deco. Và các bạn mình gặp phá thức kênh đầu tiên nha. Thank you. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Chuyển qua thủ đô 2. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái đối tượng Brandy.
Animation. Let's go. Chapter 1. Movie Wisher. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them.
OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Bên đi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Dinosaurus. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đào loạt game, cho game này loạt hơi chậm một chút. Ok. Day one. Okay. Oh my god, đang leo mình, chạy thôi. Wow, bị bắt rồi. Không có lối nào chạy luôn. Hoặc là mình cũng đủ đó có thể vào nhanh để trốn vào trong một cái thùng thì sẽ không có gì. Ok. Vào này các bạn lại phải đi lại để tìm kiếm 6 món đồ vừa rồi. Cố gắng tìm nhanh, sau đó thì sẽ đi lại vào căn phòng vừa rồi để lắp ghép. Dễ bắn lắm. Ok.
mình sẽ phải đi đường vòng xem có thoát được khỏi ông ta không. Nhưng mà không có tốc độ chạy. Oh my god. Wow, bị bắt luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Brawl Stars. Let's go. Let's go get him. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Imposter. Cho các bạn đợi chút nhá. Assassin. Wow. Gần đâu. Thank you.
Hunter. Tiếp tục nào. Perspective. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi hôm nay đó là các bạn sẽ phải tiêu diệt 10 người. Rồi, tiếp tục nào. This fight. Thank you.
của ông ta vẫn còn sống. Ok. Tito na, pika. Let's go. Đi từ này. Ở đây các bạn phải bẻ khóa và tàu thoát khỏi này, thoát khỏi Pika. Trên này sẽ có gì không? Không có gì ở đây. Đây không có gì. Một củ cross. Lại trên đây xem có gì không, chắc chắn phải có một món đồ gì đó.
chưa to hoặc là bị vây rồi, không biết có chạy được không. Mình sẽ dùng tan đây, sau đó tiến lại xuống đường một tay này. Oh my god, thiếu đốt luôn. Wow, ta rất là mạnh. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái đất thôi. Xuống vào đây thôi. Bây giờ các bạn phải đợi cho ông sếp này xuống dưới uống cà phê. Đây phải có một tấm vé thì vào trong được. Stop it right now. 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 Right now. So ok, mình sẽ phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.